Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn chương trình Rau Sạch ở đâu và ở đâu có. Mời quý vị và các bạn đón xem. Thưa quý vị, đây là một vườn rau bí. Bí này người dân người ta trồng, thứ nhất là để hái ngọn bán cho các nhà hàng. Thứ hai, sau khi thu hoạch ngọn thì bí ra quả. Bí ra quả thì người ta lại tiếp tục người ta bán quả ở ngoài chợ. Đây người ta gọi là bí đỏ. Bên kia là một người nông dân đang thu hoạch ngọn bí để bán. Đấy, một người nông dân đang cắt ngọn bí để bán. Còn đây là luống rau mùng tơi, rau dền. Mùng tơi và rau dền để phục vụ như vậy là mùa hè nấu canh ăn. Mùng tơi luộc ăn cũng được, chấm với trứng. Đấy, còn rau dền thì luộc đánh giấm me, cho tí lá lốt, tí tỏi vào ăn cực ngon. Bên này là luống lá ngải, ngải cứu. Ngải cứu này có tác dụng về xương khớp. Thứ nhất là ai bị xương khớp thì nấu lên ngâm chân, hoặc là nung hòn gạch nóng lên, đặt nắm lá ngải rửa sạch để lên hòn gạch, xong nằm cái lên cái nắm lá ngải vào viên gạch đó, chỗ nào đau thì ta sẽ nằm vào thì rất tốt cho sức khỏe. Rặng chuối, rất nhiều cây. Còn đây là vườn rau đay. Rau đay này nấu canh cấy thì tuyệt vời. Canh cấy và một vài quả mướp cho vào ăn cực ngon luôn. Đấy là những món ăn để mùa hè cho nó mát, dễ ăn, tiện lợi. Đây người ta gọi là canh cấy nấu với rau đay mướp ăn với cà. Đấy là đúng quay là môn ẩm thực của Việt Nam. Đây là những luống hoa cúc trắng, cúc vàng, cúc tím rất nhiều, để phục vụ cho ngày mùng 1, ngày rằm và ngày lễ Tết. Đây khung cảnh cả một khu vực như vậy là cánh đồng hoa. Xa xa kia là một cái chòi của người dân ta để người ta trông hoa. Quý vị và các bạn thân mến, đây là cây đu đủ, quả rất sai. Đấy, hai cây. Mà dưới cây đu đủ là một khóm cây ráy. Cây ráy này nếu mà ăn thì không ăn được, nhưng rất tốt cho chữa bệnh cho con người. Ví dụ như là cảm, lấy củ ráy đánh cảm, tuyệt vời luôn. Đây là luống rau cải xanh. Hiện nay là rau cải xanh này vẫn còn non, chưa bán được, cho nên người dân người ta chưa hái. Đấy, cải xanh rồi cải canh,
đấy, rất là nhiều đấy. Ví dụ như cải canh này đấy, luống cải canh này là người ta nhổ lên được rồi, người ta hái bán được rồi đấy. Còn cải xanh này thì hơi non một tí, khoảng 3-4 ngày nữa thì người ta hái và đem đi chợ bán đấy. Mà bán thì với cái giá khoảng 5-6 nghìn một mớ đấy. Còn cải canh bên này thì như vậy là cỡ khoảng 7-8 nghìn một mớ đấy. Đây là rau sạch, còn đây là rau đầy các bạn nhé. Rau đầy như vậy là như thế này là người ta cũng thu hoạch được rồi. Thu hoạch như này người ta sẽ nhổ cả cây đấy. Còn nếu mà không muốn nhổ cả cây thì người ta để lớn lên tí nữa thì người ta sẽ hái đấy. Người ta hái như vậy là ngọn, sau đó còn để lại thân và gốc thì nó lại tiếp tục nó mọc ra chánh thì người ta thu hoạch tiếp. Thì thu hoạch như thế thì nó được nhiều lần hơn. Còn đây là chỉ được một lần thôi. Nếu mà nhổ cả cây thì được một lần thôi, sau đó người ta lại phải gieo lại, trồng lại thì lại mất thời gian đấy. Còn bên kia là như vậy là súp lơ đấy, toàn bộ như vậy là khu vườn súp lơ đấy. Còn đây là cà chua, cây cà chua hiện nay là đang ra hoa chưa có quả. Đây là toàn bộ cánh đồng của làng để trồng hoa màu. Xa xa những kia là cánh chòi để người dân ta trồng hoa màu. Toàn bộ khu vực bên này là hồ nuôi tôm nuôi cá, và cũng có chòi để trồng hoa màu.